bạn có biết điều gì làm nên một bộ cửa hoàn hảo không? Hôm nay, chúng tôi sẽ đưa bạn đến từng bước trong hành trình lắp đặt hai bộ cửa cuốn chuyên nghiệp của đội ngũ Dương Thành Đức tại Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, nơi mà sự tỉ mỉ là chìa khóa để thỏa mãn các yêu cầu cao từ chú Nhã. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố như thẩm mỹ, độ an toàn và chi phí, chú Nhã đã quyết định chọn cửa cuốn Stardoor thuộc tập đoàn Outdoor, một lựa chọn hoàn hảo cho cả nhu cầu sử dụng và yêu cầu chất lượng. Sau khi khảo sát kỹ lưỡng và lập bản vẽ chi tiết, đội ngũ Dương Thành Đức bắt tay vào lắp đặt phần dây cho cửa cuốn. Vì địa hình đặc thù, chúng tôi phải đo đạc và cắt bớt phần gạch chân tường để trồng dây sao cho chắc chắn nhất. Công tác chuẩn bị được tiến hành cẩn thận, khoảng cách giữa dây, trục và lô cửa cuốn được căn chỉnh chính xác theo bản vẽ, giúp các nan cửa vận hành êm ái, tránh tình trạng các đầu nan ma sát vào dây, gây tiếng ồn và hao mòn không đáng có. Một phần vô cùng quan trọng chịu tải trọng và độ rung lắc của toàn bộ cửa. Công đoạn này đòi hỏi kỹ thuật cao, đội ngũ phải có kinh nghiệm để gia cố chắc chắn, đảm bảo giá đỡ vững vàng và không xảy ra tình trạng rơi hay lệch cửa. Khi phần giá đỡ đã hoàn thiện, chúng tôi tiến hành lên trục cửa cuốn. Dù là công đoạn đơn giản, việc tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt là yếu tố quyết định giúp cửa bền bỉ lâu dài. Khoảng cách giữa các poly được điều chỉnh từ 70 đến 80 cm để cửa hoạt động trơn tru. Không ít đơn vị nhỏ lẻ đã bỏ qua chi tiết này để tiết kiệm chi phí, nhưng với Dương Thành Đức, chất lượng luôn là ưu tiên hàng đầu. Bước thứ tư, đội ngũ Dương Thành Đức bắt đầu lắp đặt motor và các phụ kiện quan trọng như hộp nhận tín hiệu, dơ le chống sổ lô và còi báo. Mọi thiết bị được cài đặt chính xác để đảm bảo hệ thống vận hành ổn định và an toàn tuyệt đối. Thứ năm, các nan cửa được lắp vào trục cuốn một cách tỉ mỉ. Nan cửa Stardoor từ tập đoàn Outdoor được sản xuất đồng nhất trên dây chuyền hiện đại. Khách hàng có thể tham quan quá trình sản xuất tại nhà máy qua video trên kênh YouTube của Dương Thành Đức nhé. Đội ngũ lắp đặt tuân thủ kỹ thuật chuẩn để đảm bảo nan cửa vận hành ổn định trong thời gian dài, hạn chế tình trạng kẹt, kêu hoặc hư hỏng nan. Khi các bộ phận chính đã hoàn tất, đội ngũ tiến hành bước tinh chỉnh kỹ thuật. Mọi chi tiết được kiểm tra kỹ lưỡng, đảm bảo cửa hoạt động hoàn hảo trước khi bàn giao cho chú Nhã. Sau khi hoàn thành bộ cửa đầu tiên, chúng tôi tiếp tục lắp đặt bộ cửa thứ hai cho chú. Rất hài lòng với sự chuyên nghiệp của đội ngũ, chú Nhã vui vẻ bảo, bộ này các cháu cứ lắp như vậy nhé. Đội ngũ Dương Thành Đức xin gửi lời cảm ơn chân thành đến chú Nhã đã tin tưởng và lựa chọn chúng tôi cho công trình này. Sự kỹ tính và yêu cầu cao của chú chính là nguồn động lực để chúng cháu không ngừng nỗ lực hoàn thiện từng chi tiết trong từng công đoạn. Hy vọng rằng hai bộ cửa cuốn mới này sẽ mang lại sự hài lòng và cảm giác an toàn tuyệt đối cho gia đình chú. Một lần nữa, xin cảm ơn chú và gia đình đã tin tưởng Dương Thành Đức. We'll be right back.